Chào các bạn, như các bạn đang thấy trên màn hình, đấy là một cái Padlet của mình. Trên cái Padlet này thì mình đã đính kèm rất nhiều các cái tài liệu theo dạng cột. Vậy thì Padlet là gì? Nó là một cái ứng dụng bảng ảo tương tác trực tuyến. Bạn có thể hình dung nó như một cái bảng tin vô tận mà mọi người có thể cùng ghim, lưu trữ và chia sẻ thông tin với nhau. Tiềm năng khai thác sử dụng của Padlet đã khiến nó trở nên thành công trên khắp thế giới từ năm 2008 đến nay và được yêu thích trong nhiều lĩnh vực. Ở video này, mình sẽ hướng dẫn các cái tính năng và cách sử dụng Padlet trong dạy học, giáo dục hay huấn luyện đào tạo. Như các bạn đã thấy, trên Padlet này mình có rất nhiều các cái cột, ví dụ như là cột tập huấn sách giáo khoa tiếng Anh mới. Trong cái cột tập huấn này thì mình có thể ghim rất nhiều bài, rất nhiều cái tài liệu theo hàng dọc của cột. Đấy, hay là các cái cột là các website, rồi video sách giúp mình trong dạy học, tủ sách mình nghiên cứu về gia đình và nuôi dạy con cái. Rồi các cái cột mình lưu trữ các cái tài liệu mình đã học công nghệ thông tin qua video hoặc qua Facebook, các tip hữu ích giúp mình trong công nghệ thông tin, các phương pháp dạy học tích cực mình đã tiếp cận, hay các tài liệu, các game trong dạy học, rồi chương trình tiếng Anh trẻ em, bài hát cho trẻ em, hoặc các khóa học chi tiết theo tiêu đề mình đã đặt đây, ví dụ khóa học video siêu tốc siêu hay, khóa học dạy học online, PowerPoint, các cái khóa học về e-learning, vân vân. Ngoài ra mình cũng có thể cho các bạn tham khảo một số cái Padlet khác. Đây là một cái Padlet mình làm ra cho cái một bài cho mình khi mà các bạn ở nhà. Đấy, ở đây mình cũng làm Padlet theo dạng cột và mỗi cột mình ghi tên chi tiết từng học sinh. Sau đó học sinh mình sẽ gửi link Padlet cho học sinh và học sinh có thể đính các cái bài tập của các bạn lên trên này. Đấy, thì khi học sinh nộp bài cho mình qua Padlet thì mình mở Padlet ra, mình có thể bình luận, nhận xét bài làm rồi chấm điểm cho các bạn ấy. Rất là tiện lợi. Hoặc các bạn có thể tham khảo một Padlet nữa sau đây. Đây là cái Padlet mà cũng dành cho các bạn học sinh học lập trình của thầy giáo con mình. Và trong cái Padlet này thầy sẽ gửi tư liệu, rồi các bạn ấy thực hành. Sau đó các bạn ấy sẽ gửi bài tập của mình lên trên này và thầy giáo cũng có thể là quan sát, nhận xét, cho điểm, vân vân. Vậy thì để tạo được một Padlet như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Thì đầu tiên bạn hãy vào một trình duyệt web nào đó mà các bạn hay sử dụng. Các bạn gõ cho mình là padlet.com. Khi ra giao diện như thế này, bạn hãy bấm vào đăng ký miễn phí. Có rất nhiều cách để đăng ký, bạn có thể đăng ký với Google, đăng ký bằng Microsoft hoặc là đăng ký bằng Apple. Ở đây mình sẽ lựa chọn là đăng ký với Google. Bạn sẽ chọn một cái tài khoản Google nào đó mà bạn muốn sử dụng. Bạn bấm vào đó, ví dụ ở đây mình chọn tài khoản này. Ở cái giao diện này cho bạn biết những điều như sau. Thứ nhất là dạng Padlet Neon là dạng miễn phí. Với cái dạng này thì bạn sẽ có 3 Padlet miễn phí với một lần cái dung lượng up lên cao nhất là 20MB. Padlet thứ hai đấy là Padlet Gold. Padlet này bạn sẽ có được 20 Padlet trong một cái tài khoản và bạn sẽ một lần up sẽ được 100MB và với giá 34.000 đồng một tháng. Là Padlet cuối cùng là Platinum. Padlet này thì bạn sẽ có số lượng các cái Padlet không giới hạn và một lần up của bạn sẽ lên đến 500MB và với giá tiền là 69.000 đồng trên một tháng. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng của bạn thì bạn có thể đăng ký các cái gói phù hợp. Nhưng đầu tiên thì bạn hãy thử trải nghiệm với nó bằng Padlet miễn phí bằng cách bạn bấm vào Continue ở chỗ này. Nó sẽ ra giao diện như thế này và bạn bấm vào Let's Go. Khi ra giao diện này thì trang Padlet đã cho chúng ta sẵn một cái Padlet
Đầu tiên bạn có thể bấm vào đây và sử dụng luôn. Còn ở đây thì mình muốn các bạn là sẽ tạo được một cái palette riêng của chính mình, thì bạn hãy bấm vào tạo một palette. Đây là cái giao diện cho bạn biết những cái dạng palette có sẵn, ví dụ như là dạng tường, dạng dòng ngang, dạng lưới, dạng giá, dạng bản đồ, dạng khung nền Canva hay là dòng thời gian. Thì để biết là các cái dạng palette này nó như thế nào, bạn có thể bấm vào xem trước. Đây là dạng tường. Thì các bài đăng sẽ nối tiếp nhau theo dạng tường như thế này. Đấy. Mình thì mình hay sử dụng dạng giá. Bây giờ chúng ta cùng xem trước cái dạng giá nhé. Dạng giá hay còn gọi là dạng cột. Đối với dạng giá hay còn gọi là dạng cột thì thông tin sẽ được đăng theo dưới dạng cột như thế này. Đấy, và mỗi một cột là có một chủ đề riêng, và cái này là mình hay sử dụng nhất. Thế thì việc làm palette ở dạng nào nó cũng tương tự nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một dạng để chúng ta sẽ tạo palette riêng của mình bằng cách bấm vào chữ chọn. Ở đây bạn sẽ thấy hình nền mặc định, tên gọi mặc định và mô tả mặc định. Cái palette này có tên là palette kinh hoàng của tôi, được tạo bởi một tài năng thiên bẩm. Đấy, bạn có thể thay đổi nó bằng cách nhìn sang bên phải. Bạn sẽ đổi tiêu đề của nó đi. Ví dụ mình đổi nó là tư liệu tiếng Anh tiểu học. Và bạn bấm mô tả của nó. Bạn có thể để nguyên mô tả này cũng được, hoặc là bạn có thể sửa. Được tạo bởi sự nỗ lực của các con. Đấy, palette này chưa có biểu tượng. Bạn muốn có biểu tượng cho nó, bạn bấm vào đây. Chữ không có ấy, bạn sẽ chọn một biểu tượng mà bạn yêu thích. Rất là nhiều biểu tượng bạn có thể yêu thích. Bạn sẽ lựa chọn cho mình. Đây, giả sử mình sẽ chọn là biểu tượng này. Sau khi chọn xong thì bạn bấm vào dấu mũi tên để quay lại, để tiếp tục chỉnh sửa. Đây là địa chỉ, là link palette của bạn, để bạn có thể lấy và gửi cho các con. Ở cái giao diện thì hình nền, ví dụ bạn không thích hình nền này thì bạn sẽ đổi bằng cách bấm vào đây. Có hình nền có thể là màu đơn, có độ dốc. Đây màu đơn đây, bạn thì bấm vào bạn xem nhé. Đấy, bạn không thích thì bạn bấm ra. Độ dốc. Đấy, tùy các bạn. Họa tiết hoa văn. Rồi ảnh. Hoặc bạn có thể lấy hình nền riêng của bạn trong máy tính. Ở đây mình sẽ chọn một cái ảnh nào đó sinh động, dễ thương một chút, vì đối tượng đây là học sinh tiểu học. Đây, giả sử mình lấy cái hình này đi. Rồi, sau khi đã chọn được hình nền thì mình bấm trở ra. Bấm trở ra. Tiếp theo mình sẽ chọn bảng màu. Ở đây có hai bảng màu, sáng và tối. Và mình ở đây họ đang chọn cho mình là hình sáng thì mình để nguyên. Còn các bạn muốn đổ sang hình tối thì bạn chọn sang bên này. Phông chữ thì nó chỉ có 4 phông chữ thôi. Mình thấy phông chữ ở đây phù hợp rồi thì mình để nguyên. Không thì bạn có thể thay đổi thử. Đấy, nếu mà bạn thích phông chữ nào thì bạn chọn. Mình thì vẫn chọn cái phông chữ đầu tiên. Tiếp theo đến cái mục là quyền tác giả. Quyền tác giả ở đây có nghĩa là khi mà bạn gửi link palette cho học sinh, bạn muốn mà học sinh đó có tài khoản ấy, palette ấy, thì khi các con đăng thì các con sẽ thể hiện cái tên của cái tác giả đăng cái tài liệu ấy vào palette. Thì bạn có thể kích chọn ở đây để nó hiện tên của học sinh. Đó. Vị trí bài đăng mới. Ở đây có hai mục, mục đầu tiên và cuối cùng. Nghĩa là bài đăng mới xuất hiện ở đâu, tức là cái bài bạn mới đăng nó sẽ xuất hiện ngay trên đầu của cái cột đó, hay là nó sẽ xuất hiện cuối cùng thì tùy bạn chọn. Ở đây mình vẫn chọn là cuối cùng. Tiếp theo là phần bình luận. Phần này là khi giúp cho người xem có thể bình luận về bài đăng hay không. Ví dụ bạn gửi link palette cho học sinh và có một cái đề bài nào đó và học sinh muốn bình luận hoặc là muốn ghi cái gì vào đó, thì nhận xét vào đó hay là cái gì, thì bạn cho phép học sinh thì bạn sẽ phải bấm vào đây. Thường thì mình sẽ để là cho phép bình luận. Tiếp theo là có mục phản ứng.
chúng ta sẽ mở ra khám phá xem nó là những gì. Ở đây nếu bạn để không có thì nghĩa là học sinh không thể thích, không thể bình chọn, không thể chấm sao và không thể cho điểm được. Nếu bạn muốn học sinh có thể thích cái bài đăng này, bạn tích ở đây, có thể bình chọn, bạn tích ở đây, rồi có thể chấm sao. Ví dụ học sinh chấm bài lẫn nhau là các con sẽ cho nhau là bao nhiêu sao, hoặc là cái bài đó để mình dùng chấm điểm thì mình tích ở đây. Thường thì mình gửi cho học sinh bài và học sinh sẽ làm bài và mình chấm điểm cho học sinh, cho nên mình sẽ chọn vào cái mục chấm điểm. Sau khi chọn xong thì mình có thể thay đổi cái điểm cao nhất theo thang điểm 100 hay là 20 hay là 10, tùy. Ở đây thì đối với học sinh thì mình thường chọn thang điểm 10. Sau khi chọn xong mình cũng bấm trở lại. Tiếp theo đến cái phần lọc nội dung. Thì đối với những bài mà bạn gửi cho học sinh ấy, đề bài cho học sinh, và học sinh sẽ nộp các bài tập của mình lên, thì để tránh cho các con có thể những người vào sau, vào Padlet sau, có thể là xem được bài của những người đã đăng trước và copy bài của bạn, thì mình nên đặt cái yêu cầu phê duyệt, nghĩa là chỉ có mình nhìn thấy bài của các bạn đăng trước thôi, còn những người đăng sau thì sau khi nộp bài xong được mình phê duyệt thì mới được thấy các bài làm của những bạn đợt trước, và không thể sao chép được các bài của bạn đợt trước, làm tăng cái tính tự giác cho các con. Đấy, thì mình sẽ bấm vào phê duyệt. Và cái một cái mục nữa bạn nên chọn, đấy là lọc các cái ngôn ngữ tục tĩu. Còn cái phần nâng cao thì chúng ta chưa cần sử dụng đến. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bấm vào tiếp theo. Vậy là chúng ta đã cài đặt cơ bản cho một cái Padlet rồi, và bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu đăng bài được rồi. Chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu đăng bài. Khi bấm vào cái mục bắt đầu đăng bài thì sẽ ra một cái cột như sau, và bạn sẽ đặt tên cột cho nó. Ví dụ ở đây mình sẽ có một cái mục đầu tiên, đấy là tài liệu ôn thi học kỳ 2. Đấy. Sau khi có tên phù hợp rồi mình sẽ bấm vào lưu. Đấy, và bắt đầu mình sẽ đăng các cái tài liệu lên. Tài liệu này chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng xem chúng ta có thể đăng những dạng gì. Bạn có thể đăng dưới dạng đây, cái mục thứ nhất là cái phần tải lên. Bạn có thể tải file Word, file PDF, một video, một file PowerPoint, vân vân. Tất cả những gì bạn muốn tải lên bạn bấm vào đây. Tiếp theo là bạn có thể chụp ảnh. Mục tiếp theo là bạn sẽ gắn một cái đường link liên kết nào đó. Mục tiếp theo là bạn sẽ tìm kiếm ảnh ở trên mạng để bạn đăng vào đây. Và bạn có thể khám phá thêm mục 3 chấm này, nghĩa là bạn có thể đăng rất rất nhiều thứ, từ tải lên, từ trình ghi âm, bạn có thể ghi âm này, bạn có thể hình vẽ này, bạn đăng liên kết này, bạn đăng một cái YouTube, một cái đường link YouTube lên này, bạn chụp ảnh, bạn ghi màn hình, bạn có thể gắn một cái Padlet này khác vào Padlet của mình, rồi bạn tìm kiếm ảnh, vân vân. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đăng một cái tài liệu đầu tiên lên nhé. Đây, mình để là để ôn thi lớp 3, cho lớp 3 chẳng hạn. Đấy, mình sẽ tải lên một file Word chẳng hạn. Các bạn quan sát, mình bấm vào đây. Mình sẽ đến cái chỗ mà phần mình lưu trữ file Word ấy. Đây, lớp 3 của mình đây rồi, open. Bạn chờ cho cái tổ ong này nó kín, nghĩa là load được 100%. Trong khi đó thì bạn có thể viết thêm mô tả hoặc là cái gì đó dưới này cho rõ. Nghĩa là ví dụ các con hoàn thành đề 1 và 2 nhé. Thế chẳng hạn. Thế xong bạn sẽ xuất bản. Tiếp theo bạn muốn đăng tiếp theo thì bạn lại bấm vào dấu cộng. Lần này thì bạn lại đăng một cái video liên quan đến ôn tập học kỳ 2 đi. Bạn sẽ bấm vào đây và bạn trở ra, bạn tìm một cái video YouTube chẳng hạn. Giả sử ở đây mình có một cái làm cái video về file nghe cho học ôn tập học kỳ 2 của lớp 3, thì mình lấy đường liên kết. Sau đấy mình sẽ quay trở lại Padlet của mình. Mình dán vào đây, Ctrl V vào đây. Thế xong, mình bấm vào dấu mũi tên và cũng chờ cho tổ ong này nó loát. Trong khi đấy thì mình sẽ ghi chủ đề là đề nghe số 3. Đấy, giờ mình có thể mô tả là các con nghe và làm vào vở ghi
nhé. Đấy, sau khi mình đã hoàn thành rồi thì mình bấm vào xuất bản. Vậy là mình đã đăng được một cái link YouTube lên đây. Thì tương tự các bạn muốn đăng gì chúng ta cũng làm các bước tương tự như vừa rồi. Để thêm hạng mục thì mình thêm cột thì mình bấm vào thêm hạng mục ở chỗ này. Và mình cũng làm các cái bước trình tự như thế. Ví dụ như là học tiếng Anh qua bài hát chẳng hạn. Đấy, rồi mình bấm lưu. Sau đấy bạn sẽ đăng tất cả các cái tư liệu vào đây, các cái video bài hát. Rồi mình lại thêm hạng mục, ví dụ mình tiếp theo là học tiếng Anh qua trò chơi. Bấm lưu. Đấy. Với các cái cột này thì mình có thể chuyển đổi nó qua lại bằng cách các thầy cô các bạn bấm vào mục ba chấm này. Các bạn sẽ di chuyển nó sang bên trái. Đấy, nó sẽ đổi sang bên trái rồi. Đấy. Hoặc ngoài ra thì có thể chuyển bên phải này, đổi tên hạng mục này và xóa hạng mục đi nếu mà không thấy phù hợp. Thế sau khi mà các thầy cô các bạn đã có một cái Padlet như thế này, các bạn muốn gửi cho học sinh thì mình bấm vào chia sẻ. Thì trước khi chia sẻ thì các bạn cũng phải cần quan tâm một chút ở cái bảng này. Thứ nhất là bạn muốn chia sẻ với ai. Ví dụ bạn muốn chia sẻ với các thành viên thì bạn thêm thành viên, thì bạn có thể gõ vào đây. Bạn bấm tên người đó hoặc email của người đó. Đấy. Và trước khi chia sẻ thì bạn cũng nên cài đặt cho quyền riêng tư cho Padlet. Bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào thay đổi quyền riêng tư. Ví dụ bạn muốn chia sẻ với bạn muốn cái Padlet của mình là riêng tư, ẩn với tất cả mọi người thì bạn tích vào đây. Còn bạn muốn chia sẻ với mọi người nhưng mà người đăng nhập vào Padlet phải đăng nhập qua một mật khẩu chứ không đăng nhập thẳng vào được, thì bạn bấm vào đây và bạn sẽ cung cấp cái mật khẩu cho người nhận link. Hoặc là bạn chỉ muốn cái Padlet này dành cho những thành viên bạn đã chọn trước đó thôi. Hoặc là bạn sẽ ẩn Padlet này với mọi người và bạn chỉ chia sẻ Padlet này với ai đó mà bạn muốn, và họ chỉ người này mới có thể truy cập vào được. Hoặc bạn có thể để công khai. Và khi mà người nhận được link, họ có quyền làm gì với Padlet của bạn thì bạn có thể điều chỉnh ở chỗ này. Ví dụ bạn chuyển cái Padlet này cho một người nào đó tham khảo mà bạn không muốn họ viết rẽ hoặc là chỉnh sửa của bạn, không muốn bình luận gì cả, thì bạn chỉ bấm vào được đọc. Nghĩa là họ nhận được đường link và họ chỉ đọc, họ tham khảo thôi. Còn nếu họ muốn họ viết được bình luận thì bạn có thể bấm vào đây. Và thường thì giao bài cho học sinh ấy, thì bạn nên chọn cái này để học sinh có thể viết vẽ rồi bình luận các thứ. Đấy. Còn khi mà làm đội nhóm thì bạn có thể trao quyền cho họ là có thể chỉnh sửa. Sau khi chọn xong thì bạn bấm ra ngoài và quay lại. Đóng. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ bằng cách là sao chép liên kết rồi bạn gửi vào trong các nhóm lớp, hoặc là bạn bấm vào nhận mã QR thì bạn sẽ gửi cái mã QR cho học sinh và học sinh chụp, có thể gửi qua email, chia sẻ lên Facebook, vân vân. Rất là nhiều cách để chúng ta chia sẻ. Như vậy là mình vừa mới chia sẻ cho các bạn cách đăng ký và sử dụng Padlet trong dạy học như thế nào. Thì các bạn có thể sáng tạo theo cách riêng của mình, tùy theo mục đích sử dụng và đối tượng học sinh của bạn. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video chia sẻ tiếp theo của mình. Và chúc các bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa trong công việc giảng dạy và tạo hứng thú hơn nữa cho học sinh của mình nhé.